tiếp tục hành trình bằng xuồng máy. Đó. Để tham quan rừng Tràm Sư thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. À, đó. Đường này to hơn, đường kia bé hơn. Đây, đây, nhưng đây đây là nước nước sâu thì họ phải dùng bằng xuồng máy. Còn mình lúc nãy đi là nó nước nông, họ trèo bằng xuồng ba lá, thuyền ba lá. Đấy, đây mà nước sâu thì nó mới dùng cái động cơ co le này được. Thế này mấy mấy dân đây họ sống đánh bắt thiên nhiên cũng là đủ sống rồi. Xuồng ba lá thì đi cái lạch riêng, cái luồng riêng. Và thuyền ba lá là đi luồng riêng. Còn xuồng máy mình đi là lạch riêng. Rồi. Chỗ này kiểu nó cua gấp. Vào đêm mát rồi. Đấy, bắt đầu gọi là đi trong, bây giờ mới gọi là chính thức là đi trong rừng tràm đây. Đúng theo cổ thơ luôn. Tức là chụp thì mình đứng lên cái tràm à? À, giờ chờ chụp cả thuyền mình nữa thôi đúng không? Chứ đứng lên cây kia nó khô nó mục nó rơi xuống. Đúng là đi trong rừng tràm, bây giờ nó chính thức là đi trong rừng tràm, lúc nãy chị gọi là bơi theo dùng đi cái xe thuyền ba lá. Đúng rồi, đây thì nó gọi là nó mùa này nó bảo mùa cạn mà mùa nước nổi nó lên thì nó sẽ sạch hơn. Thế nên em nhìn thì bảo thế này chỉ có những cái con cá da trơn ấy rồi nó sống được. Thôi mình không phải đâu, chủ yếu là viết cảnh tham quan thôi. Được, cứ chúc cho ông tài xế chạy làm sao là chuẩn là được. Bắt đầu xuống máy đi trong rừng tràm. Ui giời. Thiên nhiên bạn ta. Chạy nhanh phết, chạy nhanh hơn xe máy đấy, đúng không? Tốc độ này nhanh hơn xe máy đấy.
Nó cú kia vẫy tay. Đoàn chúng tôi bắt đầu dùng bằng số máy đi trong rừng tràm. Đấy, đến lần cua, đến lần cua, đến lần cua. Đến lần cua. Cái mùi nó có hắc hắc. Nó mùi hắc hắc đúng không? Em thử ngửi xem nó giống bạch đàn mình không? Mình gọi là cây bạch đàn trắng. À không, như hương khác, hương mùi khác, khác với bạch đàn trắng. Đúng rồi, bạch đàn trắng ngoài mình khác. Đây là mùi này khác, khác hẳn. Không phải, cây thì giống thôi, như lá mùi. Cây. Đúng rồi, lá của lá to hơn lá bạch đàn trắng. Đúng rồi. Cứ gọi là bạch đàn trắng, thân nó trắng mà lá nó to, nhưng mùi nó lại khác. Mùi này, mùi cái tràm này khác nhá, mùi của tràm khác. Đấy, mình di cái lá ra. Em tưởng cái cây bên trái mới là tràm, cây bên phải là bạch đàn. Đây đâu đâu, tràm nội, nó bảo tràm nội bên này là bên trái mình, đây là bạch đàn trắng này này, nó bảo là tràm ngoài. Như mình gọi là giờ tôi cứ gọi theo bác mình đi, như nó không phải là bạch đàn trắng. Đây là người lá, đây không phải bạch đàn trắng, không phải là lá bạch đàn trắng. Vì anh biết hương vị của trà của bạch đàn đen và bạch đàn trắng. Giống. Nó giống thôi. Đấy, em ở chưa? Đây, bên này là nó là tràm tràm nội. Còn bên này là phải mình đây là trắng, đấy là tràm ngoại. Rồi. Tràm ý. mùi nó khác nữa chứ. Nó hương nó không kiểu có cái thơm kiểu cứ mùi hương quế, là nó sâu như hương quế, là cái bạch đàn mình ấy, nhưng cái mùi này nó không có cái hương vị sâu như mùi hương quế. Đấy, chính thức là kính chào quý khách. Trà sư. Đâu đây, cua vào đây chứ. Cua vào đây là để ra bến rồi. Không. Nó làm sao rồi. Nó phải bao giờ xung quanh rừng tràm mà. Sau tí mình ở đâu ấy, ăn uống ở ngoài trời này mà. Ngoài nhà hàng ở khu đây mà. Tôi sợ nước có té. Mẹ không nước có ra không này. Mẹ, mùi tanh ngon nữa thì sẽ chết dở. Tức là những cái sinh vật ở đây giờ vẫn là nguyên sơ theo thiên nhiên tạo hóa. Kể cả cái sinh quyển đây đấy, như thế này. Tầm phóp đây. Đây tầm phóp đây. Ừ. Ở đây nó có ai lo chạm ấy, chạm này cốt mà lá dài nữa. Đấy. Màu lớn lắm. Có 30 năm nó cao hơn cái cây trên đây. Ừ. Còn cái cây bên này là cây nằm nội với lá nó nhỏ, cái năm nó lớn. Cốt thì năm nó lớn. Thế này cứ mãi mãi kiểu này, xong rồi đến hàng nghìn năm là sau này nó là thành mò, lại kiểu như là mỏ than bùn đấy, nó kiểu dạng mỏ than bùn, cái chất đấy nó về khi là đốt được.
Chạy nhanh như ô tô luôn. Chào bạn Long nhá. Đấy. Bạn cùng mình thưởng thức đi trong rừng tràm. Đây thuộc rừng tràm Trà Sư, thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh Kiên Giang, giáp với Campuchia. Không, nó có theo cái vòng của cái rừng ấy em. Nó cái theo luồng luồng của nó theo cái rừng, xong nó vẫn quay về cái chỗ xe mình mà. Đó là lịch trình của nó sẵn rồi mà, sắp đặt kiểu như cái khu vườn quốc gia của cái địa phương này này, cái huyện này mới tỉnh này. Đấy, đây bây giờ mới đến đây này, đến đây. Quan sát thôi, mình lên đó tham quan rồi, có hướng dẫn, chỉ dẫn cho mình tham quan. À, lên tham quan. À, bây giờ mình bắt đầu lại đi tham quan rồi, đi bờ. Khi mình lên bờ đó mình kiểm tra đồ đạc lên hết không? Rồi. À, rồi. Cảm ơn tài xế kiêm MC hướng dẫn viên. Thế nên bây giờ bắt đầu mình cho nên nghỉ ăn uống xong lại đi bộ. Rồi. Rồi chào tạm biệt bạn Long nhá, để bắt đầu lên nghỉ trễ chưa. Xong lúc nào là tham quan mình lại gửi cho bạn để cùng thưởng thức. Xin chào các quý khách. Tạm biệt.